Ngày hôm nay là cái ngày độc lập ở tại bên Phần Lan, và mình muốn chia sẻ với cả nhà về cái cảnh sinh hoạt của mọi người ở tại Phần Lan như thế nào, nó có khác gì ở tại Việt Nam mình hay không. Thì trước khi nói vấn đề này thì mình sẽ nói nhanh về cái lịch sử của Phần Lan để cả nhà hiểu hơn. Tại vì sau này á, khi mà cả nhà thi quốc tịch Phần Lan á, thì cả nhà cũng phải có thi về cái phần lịch sử nữa, và để mà hiểu được về những cái lịch sử, những cái hoạt động của quốc gia Phần Lan, để hiểu hơn khi mà mình muốn trở thành công dân của nước Phần Lan. Thì Phần Lan á, người ta tìm thấy được cái sự tồn tại, sự sống của loài người tại khu vực đất nước Phần Lan này á, là khoảng 9.000 năm trước công nguyên. Và Phần Lan là một phần của Thụy Điển từ thế kỷ thứ 12 cho đến 19 là khoảng 700 năm. Và sau đó thì năm 1809 á, thì Phần Lan lại trở thành thuộc địa của Nga, bị Nga xâm chiếm. Thì cũng tới năm 1917 thì Phần Lan mới có thể tuyên bố được độc lập, là coi như cách nay là 106 năm. Còn Nga thì xâm chiếm Phần Lan là cũng hết 108 năm rồi. Đó, đó là cái lịch sử. Rồi sau đó thì Phần Lan lại tham gia vào Thế chiến thứ nhất, thứ hai, đánh với Nga, sau đó chiến thắng với Nga thì giành được độc lập. Và sau đó thì Phần Lan lại sợ Nga đánh lại, cho nên là Phần Lan lại phải đi nhờ vào Đức đó, để mà đánh Nga. Và Đức thì rất là muốn chiếm Nga để trở thành thuộc địa của Đức, nhưng Đức thì thấy Phần Lan vừa đánh thắng Nga, cho nên là nghĩ là sẽ dễ chiến thắng hơn, cho nên là chấp nhận là hỗ trợ Phần Lan để mà cùng đánh Nga. Nhưng mà sau đó thì Nga lại chiến thắng Phần Lan và Đức. Thì Phần Lan lại không muốn mọi chuyện nó diễn ra rắc rối hơn nữa, và chấp nhận đền án phí. Thì lúc đó là đền án phí thì tương đương với bây giờ là khoảng 5,5 tỷ đô, thì tương đương với GDP của quốc gia lúc đó. Và lúc đó thì Phần Lan là quốc gia nông nghiệp thôi, không biết làm sao để mà có thể đền được cái án phí này. Sau đó thì Phần Lan lại đi vay mượn tiền của thế giới để mà xây dựng đất nước, phát triển đất nước thành đất nước công nghiệp, để mà sản xuất tàu, sản xuất đầu máy xe lửa để mà đền cho Nga. Thì có một cái sự thần kỳ, đó là chỉ trong vòng 5 năm Phần Lan đã đền hết tất cả các án phí cho Nga và trở thành một cái nước phát triển ở khu vực châu Âu thời bấy giờ. Và sau đó thì năm 1960 mấy đó là Phần Lan bắt đầu là khuyến khích mọi người đi học. Và ai đi học thì sẽ có được đi học miễn phí nè, và đi học thì sẽ có được một bữa ăn miễn phí ở trường, để khuyến khích mọi người đến trường và đi học và đảm bảo được cái chất dinh dưỡng của mọi người. Và năm 1995 thì Phần Lan tham gia Liên minh châu Âu, và năm 2022 thì Phần Lan 23 chứ thì Phần Lan lại gia nhập Liên minh NATO. Rồi thì bây giờ mình nói về cái cuộc sống ở tại Phần Lan. Đối với đất nước mình á, thì 2 tháng 9 thì sẽ diễn ra, nhìn nó hoành tráng, nó cầu kỳ hơn, và nó có bắn pháo hoa, có này nọ. Còn ở tại Phần Lan á, thì mọi người sẽ tập trung ở trong một cái nhà thờ, một cái nơi một quốc hội thường hay tổ chức những sự kiện á, thì có những cái mà buổi hòa nhạc, rồi ca hát và phát biểu của cái đời tổng thống, thủ tướng đồ, và trực tiếp trên truyền hình. Thì mọi người đến đó để mọi người ở nhà để mà có thể xem được những cái buổi phát biểu như vậy thôi. Và ngày này thì mọi người là muốn là tôn vinh và tưởng nhớ đến những người đã hy sinh để mà giành độc lập cho cái đất nước Phần Lan. Chiếu lại những cái bộ phim, những cái lịch sử về tại bên Phần Lan rất là nhiều trên cái đài Yle Arena.yle.fi. Rồi thì cả nhà có thể xem được ở trên đó. Và mọi người thì dùng ngày này ở nhà để mà ăn uống, trò chuyện với nhau, rồi hoặc là cùng dẫn những đứa con, mọi người để đi ra ngoài sân chơi như thế này nè, để mà cùng hoạt động ở ngoài trời vào mùa đông. Mùa đông bên đây thì mọi người sẽ chơi những cái môn hockey là rất là nhiều ở bên Phần Lan này, cho nên là cả nhà thấy lúc nào người ta cũng sẽ chơi cái này. Và có ngày nghỉ là coi như người Phần Lan lại đi ra ngoài chơi như thế này thôi. Rồi sau đó thì người ta phải về nhà, người ta ăn uống ở nhà với nhau. Thì ngày độc lập này thì tất cả mọi người sẽ nghỉ một ngày vào ngày này, và ngày hôm sau thì vẫn đi học lại bình thường. Và ở Phần Lan có một cái đặc thù, đó là những ngày lễ hay ngày nghỉ gì đó, nếu mà rớt ngày thứ bảy chủ nhật là không có nghỉ bù. Nên nó ngộ nghĩnh như vậy đó. Và có một số cái ngày lễ á, thì họ lại lựa vào cái ngày cuối tuần của cái tuần thứ mấy trong cái tháng đó thôi, để cho cả nhà có thể vui chơi, ăn chơi đã, để nó không có dính vô cái thứ bảy chủ nhật hoặc là giữa tuần. Nhưng mà những cái ngày mà fit luôn, giống như là ngày độc lập như thế này nè, thì coi như là không
Trúng ngay ngày nào thì mình nghỉ ngày đó thôi, ngay thứ bảy chủ nhật thì là ngày thứ bảy chủ nhật. Nhà cũng có thời gian á, mình nên tìm hiểu một ít về lịch sử. Mình hay đọc báo ở trên báo Yle á, mỗi ngày mình nếu mình chưa rành tiếng Phần thì mình dịch qua tiếng Việt mình đọc thôi, để mình có thể hiểu hơn, mình tích tụ dần dần để sau này mà mình có thi quốc tịch á nó sẽ dễ dàng hơn. Cả nhà thấy như con của mình nè, rồi nó chơi nó không có vấn đề gì cả, nó rất là bình thường. Là những đứa bé còn lại thì của mình thì nó qua sân bên kia nó chơi rồi. Những cái sân trượt băng này nè là do chính phủ tạo ra miễn phí, thành phố nào cũng có hết á, chúng ta cứ đến đây chơi giờ nào cũng được hết, không cần phải đăng ký trước gì cả. Nó cũng có một số sân để mà chúng ta thuê để mà chơi, nhưng mà những cái sân đó thì phải nó sẽ xịn sò hơn, tại vì người ta có chi phí, người ta đầu tư vào, còn chính phủ thì làm như vậy. Cứ mỗi ngày sáng á, hôm nào có tuyết nhiều á là người ta sẽ có xe đi lên cái cào và phun nước để cho sân nó trơn hơn để chúng ta chơi. Còn bên kia á, thì sẽ là những cái sân mà trượt trượt máng tuyết xuống dành cho các bé nhỏ nó chơi, nó thích chơi những cái trượt máng tuyết lắm. Thì các hoạt động mùa đông nó cũng đơn giản như thế này thôi, và những đứa nhỏ nó cũng chỉ cần như vậy thôi, nó không có cần nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn, và cũng ít đi đến các trung tâm thương mại chơi. Thì mình nghĩ ở Helsinki thì sẽ nhiều hơn, nhưng mà còn ở các thành phố khác á, thì nó sẽ giống 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 như vậy. Các hoạt động cơ bản người Phần Lan họ hay cái chỗ đó là mọi thứ nó sẽ gần gần giống với nhau ở các thành phố, chỉ có những thành phố lớn quá thì nó sẽ có nhiều hoạt động hơn thôi. Nhưng mà Phần Lan á, thì lại là đất nước phù hợp với những người có gia đình, cho nên á, là mọi người sẽ thích cái sự yên tĩnh hơn thôi. Những người Phần Lan họ không thích ở trong thủ đô, họ không thích ở những cái nơi mà đông đúc người ngoại quốc đến, cho nên là họ thường hay lựa chọn những cái thành phố trung bình như thế này hoặc là nhỏ như thế này họ ở thôi. Họ thích cái sự yên bình, họ không có thích sự ồn ào. Đó là cái văn hóa, cái sống người Phần Lan. Và chúng ta thì là những người mà ở Phần Lan muốn ở lâu dài á, thì đa phần cũng là những người có gia đình, thì dần dần thì mọi người cũng là sẽ cảm nhận được và cũng sẽ thích cái việc mà yên bình, yên tĩnh hơn thôi. Nhộn nhịp vui chơi á nó cũng chỉ là một vài ngày, tuần, một vài tháng gì đó thôi, chứ nếu mà liên tục á, nó sẽ trở thành mệt mỏi và nó làm cho chúng ta bị cuốn theo đồng tiền. Ở Phần Lan thì người ta sẽ tạo ra cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó ít phụ thuộc vào đồng tiền và mọi thứ nó sẽ cân bằng lại hơn hả, và người dân sẽ không có sợ là bị đói, bị khổ, vì chính phủ sẽ lo rất là nhiều. Bởi vì người ta mới nói là các quốc gia này á, là cái phúc lợi xã hội rất là cao là như vậy. Rồi thôi thì bây giờ á là mình sẽ đi về nhà cùng với những đứa con của mình. Let's like, subscribe, and ring the bell to follow us.